người chiến thắng hôm nay ra. Anh Huy. Bọn mình là team thua cuộc một cách thảm hại. Và hôm nay bọn mình đang phải đi tìm một cái cột đèn để thực hiện hình phạt theo yêu cầu. Em nhìn thấy mấy cái cột đèn phía trước. Trời ơi, ngại vậy. Sao đây là bắt nạt người tàn tật, bắt nạt người thương binh. Trời ơi, cái mình, bọn mình phải ra hẳn ngã tư. Bây giờ mà mình ba đứa là hát cùng luôn hay là... Ôi mà ơi, cột đèn này rồi. Nhiều xe lắm ý. Và mình... Cảnh sát giao thông bắt không? Cảnh sát giao thông bắt không? Mình sẽ thực hiện thử thách này trước. Và để tài trợ cho phần thử thách này lại cũng chính là 7S. Với các bạn có thể tham khảo mua iPhone X và Apple AirPods giá rất tốt tại 7S.com.vn. Rồi bắt đầu. Người nào ơi, xin hãy cho mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin hãy cho mượn nụ hôn. Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin hãy cho mượn niềm vui. Vì lần yêu đuối này là lần cuối. Thôi. Phải làm thật hả anh? Làm đi. Không rồi. Có chơi có chịu. Thôi rồi, trước khi bắt đầu ấy, mình chỉ nói là cái chiếc 7 cộng này mình đã mua 7S. Và nếu như bạn nào quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới. Ok. Bắt đầu. Người là ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn. Mượn rồi tôi cha, đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi. No, God, please, no, no, no. Ồ, em không mở nổi mắt thế này. Chưa. Có mắc quảng cáo đây đây. Em không quảng cáo đâu, mặc dù em đang dùng điện thoại 99% và soạn iPhone 6S mua ở 7S cả thôi nhá. Thế mà em cũng ngon cột được ở lấy không như đây. Người ta ơi, xin hãy nghe mượn. Xin hãy tôi mượn nụ hôn. Mượn... À, chưa phải, anh hát lộn rồi. Người ta ơi, xin hãy cho mượn bờ vai. À, tức là đầu là gì nhỉ? Nhiều người lại nhỉ? Người ta ơi, xin hãy cho mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Quên lãng, người ơi, xin hãy cho mượn mùng tôi